Đội trưởng tuyển Việt Nam chỉ ra điều đáng lo trước trận quyết định vé đi tiếp. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng chỉ ra những khó khăn khi tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân Iraq. Rạng sáng mùng 8 tháng 6, tuyển Việt Nam đã lên đường sang Iraq để hướng đến cuộc đọ sức tại lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026, khu vực châu Á. Hôm mùng 6 tháng 6, tuyển Việt Nam đã thắng Philippines 3-2, qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua trên mọi đấu trường. Vì vậy, toàn đội đang có tinh thần khá thoải mái trước chuyến hành quân đến sân của Iraq. Sau chiến thắng ấy, tinh thần toàn đội đã tốt lên rất nhiều. Trước đó, tuyển Việt Nam đã trải qua 7 trận không thắng nên chúng tôi vào sân có phần áp lực. Thêm vào đó, thời gian chuẩn bị khá ngắn nên các cầu thủ chơi chưa thực sự tốt. Quan trọng là tuyển Việt Nam đã có chiến thắng. Điều đó có thể duy trì khả năng đi tiếp của Việt Nam dù rất hẹp. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng bảo chúng tôi là hãy cứ chơi như những gì đã tập luyện. Đội hãy cứ tiếp tục thực hiện những gì đang làm và phải tốt hơn nữa, Hùng Dũng chia sẻ trước khi lên đường sang Iraq. Sau 5 lượt trận, tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 3 bảng F với 6 điểm, kém Indonesia 1 điểm. Với cục diện hiện tại, tuyển Việt Nam cần phải thắng Iraq và chờ Philippines giành điểm trước Indonesia thì chúng ta mới có thể đi tiếp. Hoặc thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 trong trường hợp hòa Iraq. Tuy nhiên, điều kiện là Indonesia thua Philippines. Dù lý thuyết là vậy nhưng việc lấy điểm trên sân Iraq chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ với đoàn quân áo đỏ. Tất cả cầu thủ Việt Nam đều lần đầu tới Iraq thi đấu. Sau khoảng 20 năm, đất nước này mới tổ chức lại bóng đá. Tôi nghĩ sân vận động của họ sẽ thu hút đông đảo khán giả. Ngoài ra, thời tiết nơi đây cũng khá nóng và khô. Điểm đáng nói nhất là độ ẩm rất thấp. Khí hậu tương tự như khi tuyển Việt Nam sang thi đấu tại Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tôi nghĩ toàn đội sẽ phải nỗ lực thích nghi, Hùng Dũng tiếp tục. Theo lịch trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq diễn ra lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6,